Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo guồng quay của thời gian, xã hội ngày một phát triển, cuộc sống con người ngày một văn minh tiến bộ hơn. Gia đình là tế bào của xã hội, có đóng góp quan trọng trong sự đi lên của đất nước. Và cũng từ đó, cuộc sống con người càng thêm ấm no, sung túc đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng song hành với những sự phát triển ấy, vẫn luôn tồn tại những vấn đề nhức nhối cần được xã hội quan tâm một trong số ấy nổi bật lên là vấn đề bạo lực gia đình. Vậy bạo lực gia đình là gì? Vâng, đó là những hành vi có tính chất hung bạo, xâm hại về thể xác và tinh thần của những người thân trong gia đình. Bạo lực gia đình xuất hiện ở mọi quan hệ và mọi lứa tuổi trong gia đình. Và câu chuyện sau đây là một trong số những trường hợp trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 40 năm dòng dã, bà liên tục bị chồng ép phải chiều. Quyết định làm đơn ly dị để tự giải thoát khỏi gã chồng, bà vẫn không nguôi nỗi đau về những tháng ngày sống trong địa ngục trần gian này. Ông Nguyễn Lan nói rằng, chị Lộc trước đây từng bị chồng hành hung, do chị cam chịu không làm đơn tố cáo nên chính quyền không có cơ sở can thiệp. Sau này không chịu đựng được nữa, chị mới quyết định ly hôn, giải thoát cho bản thân. Cuối năm 2013, chính quyền địa phương đã đưa trường hợp của chị vào diện hộ cận nghèo, nhưng cũng không giúp đỡ được nhiều. Nhắc đến hoàn cảnh của bà L, ai nấy đều thở dài thương xót. Trong quá khứ, bà cũng từng có một mái ấm gia đình. Nhưng đến tuổi xế chiều, bà lại phải lùi thủi một mình trong túc lều rách nát giữa cánh đồng. Khi chúng tôi tìm đến, bà L đang loay hoay chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Thấy khách lạ, bà hốt hoảng vì tưởng cán bộ đến đòi lại mảnh đất mà bà đang chiếm dụng. Nhìn người phụ nữ với dáng vẻ khắc khổ làm lũ, chúng tôi cũng không khỏi chạy lòng. Không ngờ khi tâm sự, bà lại cho biết, đây là những tháng ngày bình yên nhất cuộc đời tôi. Cũng vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên đến khi làm lễ cưới, bà L và ông Trần Đình Quy, sinh năm 1952, mới biết mặt nhau. Chung sống chưa được bao lâu, bà L đã nhận ra chồng là kẻ cộc cằn, thô bạo. Nhiều năm liên tục, bà bị chồng hành hung, đêm nào cũng vậy, ông ta đều đặn bắt vợ phải chiều, giam ba lần. Dù đau đớn nhưng bà không dám trái ý vì sợ người chồng nổi điên đánh đập. Tình trạng ấy kéo dài suốt hai năm khiến bà lờ ngày càng tiểu tụy. Ban ngày bà làm cuồn cuộn ngoài đồng, đêm về lại phải gồng mình để chồng thỏa mãn. bị ám ảnh đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, bà trở nên sợ hãi mỗi khi đêm đến. Mỗi khi quá mệt mỏi, nhất quyết từ chối yêu cầu quan hệ, bà lại bị chồng đay nghiến, thậm chí gán tội, chán chồng, ngoại tình. Sống trong cảnh bất hạnh cùng cực, đã có lúc bà nghĩ đến ra đi để giải thoát cho mình. Nhưng nhìn đàn con nhau nhóc, bà lại không đành lòng. Dòng thời gian trôi qua, bà càng chịu đựng thì người chồng bạc ác càng lớn tới. Hết đêm này sang đêm khác, bà phải cắn răng chịu đựng những cuộc ái ân địa ngục trần gian. Nhớ lại quá khứ, bà Lơ đau đớn kể. Nếu chiều ông ta thì không sao, nhưng chỉ cần tôi nhăn nhó một chút, ông ta sẽ chửi bới, hành hung tàn tệ. Tôi sợ các con buồn vì chuyện người lớn, nên về sau có đau mấy cũng âm thầm chịu đựng. Đến tận sau này, khi đã có tuổi, tôi vẫn bị đày đọa như lúc mới về làm vợ vậy. Bước sang tuổi 50, bà Lơ kiệt sức vì sinh con quá nhiều, lại phải bươn trải lo cho gia đình. Sức yếu, bà không còn khả năng để chiều chồng, trong khi hàng đêm chồng bà vẫn có nhu cầu. Nhiều lần bà tìm cách lảng tránh thì ông ta lại nghi ngờ cho rằng bà lăng nhăng để để chồng đói khát. Không chỉ chửi mắng, đày đọa vợ với tinh thần, ông ta còn hành hung bà thậm tệ. Nhiều lúc bà muốn tố cáo gã chồng nhưng vì mặc cảm nên đành cam chịu. Sau gần 40 năm gắn bó, ông Quy không những không yêu thương vợ mà còn hắt hủi cả đàn con. Đau lòng hơn, ông ta luôn mắng nhức vợ bồ bịch, trai gái và cho rằng những đứa con không phải là giọt máu của mình. Lấy lý do bị vợ cắm rừng, ông Quy suốt ngày chìm đắm trong rượu chè, ăn chơi xà đọa Nhìn tài sản tích cóp bằng mồ hôi nước mắt theo nhau đội nón ra đi. Bà lờ đau xót nhưng cũng đành bất lực. Ông Quy vốn hay có bản, khi có men rượu vào thì lại càng ngang ngược, dữ tợn hơn. Được vợ con cung phụng từng miếng ăn giấc ngủ nhưng ông ta vẫn không hề nghĩ lại nhiều lần đến bữa ông đạp đổ cả mâm cơm lại có lần gia đình đang ăn ông mắng nhiếc vợ con không thương tiếc có những hôm bà l bị chồng ném cả nồi cá kho vào người vì tội đi làm về muộn chẳng những vậy nhiều đêm ông quy còn đuổi vợ con ra khỏi nhà bà l phải dắt các con đến xin ngủ nhờ nhà hàng xóm nhưng họ giúp mẹ con bà cũng chỉ được vài ba hôm vì ông quy luôn tìm đến chửi bới mắng nhiếc giải thoát chính mình không chịu đựng được nữa, bà nước mắt lưng tròng đi nhờ người làm đơn xin ly hôn. Không tố cáo hay kiện tụng, bà chấp nhận nỗi đau, chỉ xin được sống yên ổn. Chính quyền địa phương ban đầu chưa hiểu chuyện nên đến động viên hòa giải. Chứng kiến thái độ bất cần đời của ông Quy, họ mới thấu hiểu được nỗi khổ bao năm qua bà phải cắn răng chịu đựng. Đến tháng 8 năm 2013, nguyện vọng của bà L được thực hiện sau khi ly hôn mấy mẹ con bà l dựng lều sống tạm trên mảnh đất chiếm dụng bất hợp pháp nguyên do là khi ly hôn hai người không còn tài sản gì để phân chia căn nhà vợ chồng bà từng sinh sống được ngăn đôi nhưng ông quy lại ngang ngược chửi bới xua đuổi ngày rời nhà ra đi tài sản lớn nhất của mấy mẹ con bà l chỉ là hai cái tủ đã sập sệ chiều võng xếp và hai ghế nhựa dùng tiếp khách Căn tròi được bao phủ bằng tấm bạt mỏng manh Ban ngày ngồi trong tròi, người ta có thể cảm nhận được ánh nắng gay gắt. Túp lều không điện, không nước, trơ trọi giữa cánh đồng và bị người đời lãng quên. Mùa lũ năm ngoái, mấy mẹ con phải bỏ nhà cửa tháo chạy vào nhà dân gần đó tránh nạn. Đến khi nước rút, về lại thì mọi thứ trong nhà bị nước cuốn trôi gần hết. Gạo mắm chẳng còn, đến chiếc son nấu cơm cũng trôi mất. Mấy mẹ con phải sống nhờ bà con hàng xóm, sau này, nhờ mọi người giúp đỡ mới mua sắm lại đồ đạc, sách vở cho con tiếp tục đi học. Thương mẹ, những người con của bà cũng không làm được gì hơn. Người con trai áp út của bà, 26 tuổi, gần một năm nay phải ra xứ làm thuê, làm mướn. Cô con gái áp út, năm nay 20 tuổi, phải bỏ học vào thành phố làm công nhân. Đáng thứ nhất là cô con gái út, năm nay lên lớp 12, gia đình tan vỡ cô bé đến trường trong sự mặc cảm nhưng vẫn chăm chỉ học hành và chịu khó phụ giúp mẹ làm lụng hiện giờ bà l chỉ trông chờ vào đồng ruộng để tan tiện lo cho cuộc sống bà l tâm sự tôi có ba xảo ruộng nhưng vụ vừa qua phải bỏ hoang vì hạn hán kéo dài chưa tới mùa mưa gạo trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu hai đứa còn lớn đi làm ăn xa thì cũng chỉ đủ lo thân không đỡ đần gì được cho mẹ và em Hàng ngày hai mẹ con tôi lo cái ăn cái mặc còn chưa xong, chẳng biết sắp tới bé Út học lớp 12 thì tiền đâu mà trang trải. Thôi thì tôi cố gắng lo cho cháu được chừng nào hay chừng đó, đời nó không thể khổ như mẹ được. Thưa quý vị, bạo lực gia đình là một vấn đề bức xúc của xã hội, cần chung tay để lùi nạn bạo lực, để cuộc sống ngày một hạnh phúc, văn minh và tiến bộ hơn. Tới đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.